đây đó, tôm khung cảnh ở Sóng Trài ha. À, cái tô của em bé đặc biệt nè. Tô này là tô đầy đủ ha. Tô đầy đủ là nó có, trong đó có gì em bé? Chả, cá nè, cá nè, cá lóc nè, cá lóc nè, tôm, tôm, thịt quay, heo quay phải không? Dạ. Đó, heo quay coi chú bác. Đó, khung cảnh đây ha, mà ngồi ăn với người đẹp nữa là đúng bài luôn. Giờ mình sẽ nặng cái trái, cái này gọi là trái tắc, mình tắc vô, quá đẹp luôn coi chú bác. Đó, mình tắc vô, ngon ghê ha, khung cảnh. Đây Nhã đây, hôm nay mặc đồ đẹp trai bữa nha. Đó, đi ăn ở bên một Sóng Trài coi chú bác. Để Nhã sẽ đi ra cái mé sông quay cho cô chú bác xem. Bên kia là cảnh trung tâm của bến Ninh Kiều, thuộc thành phố Cần Thơ nha. Đó, khung cảnh bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Đây nè, đó những cái tòa nhà cao ở bến Ninh Kiều nè cô chú bác. Rồi xà lan, ghe thuyền họ đậu đây. Nước lèo hả chị? Nước sấp á. Dạ. Ồ, có 20 ngàn quá rẻ luôn, ngon bổ rẻ. Ngày nào cũng bán hả chị? Tở máu ngoài đó. Vậy hả? Mà không kêu, mắt cái đó. Đó. Ồ, cái mâm của chị nè cô chú. Ngon ghê không? Này là bún. Đó. Cái cọng bún miền Tây mình là nó nhỏ nhỏ, hai loại hả chị? Hai loại, lớn nhỏ. Bên đây là lớn, bên đây nhỏ. Cái nào ngon hơn ta? Thích thì cái nhỏ, cái bự nó ngon hơn, cái nhỏ tại bún nước mình ăn cái bự nó ngon. À, dạ dạ, tình sở thích ha. Cái này rau nè cô chú bác, quá ngon luôn, hấp dẫn ngon. Rồi bạn Nhã có kêu hai ly, đây là trà đá hả? Hai ly trà đá cô chú bác, hai ly trà đá nhiêu? Gì chứ? Ừ, rẻ vậy hả? Hai ly trà đá có 4 ngàn cô chú bác. Hai tô này là tô 20, có nghĩa là 44 ngàn. Đó, 44 ngàn hai người ăn, tính ra một người ăn á là có chưa đựng đô nha. Đó. Hello cô chú bác, ngày hôm nay Nhã đang có mặt ở đây là thành phố Cần Thơ, và đặc biệt đó là cảnh ở đây á, nó nằm kế bên bến Ninh Kiều, ở cái chỗ đặt chạy cô chú bác. Hiện nay là một cái quán nó nằm gần cái chợ, có một món mắm. Đây nè, mắm ha. Đó, rất là ngon luôn. Con tôm đây, đó. Tôm. Rau nữa cô chú bác. Còn tôm đây, tôm của bạn Nhã ha. Tôm đây là tôm đầy đủ. Tôm đầy đủ là có cá nè. Đó, cá nè. Dạ dạ. Rồi cái này là gì không ta? Thịt quay. Ngon lắm á. Bây giờ nhé, thử xem nha. Tô này nhiêu anh? 2 cộng 3. Ờ vậy quá rẻ luôn ha. Tô chỉ có 20 ngàn thôi các bác. Nghĩa là chưa được 1 đô nữa đó. Đô giờ đô Mỹ là 24.600 ha. Tôm nè. Tôm tươi luôn quá. Ngon lắm. Thịt cũng đào ha. Tôm đào dọc. Có một không? Rồi, coi chú bác. Đây là khung cảnh ha, ở cái này, chỗ này là gọi là Sóng Trài ha em bé. Sóng Trài em bé. Đó, đây là khung cảnh ở Sóng Trài ha. Đó, cái tô của em bé đặc biệt nè. Tô này là tô đầy đủ ha. Tô đầy đủ là nó có, trong đó có gì em bé? Chả. Cá nè. Cá nè. Cá lóc nè. Cá lóc nè. Tôm. Tôm. Thịt quay. Heo quay phải không? Dạ. Đó, heo quay coi chú bác. Đó, khung cảnh đây ha, mà ngồi ăn với người đẹp nữa là đúng bài luôn. Giờ mình sẽ nặng cái này gọi là trái tắc, mình tắc vô, quá đẹp luôn cô chú ơi. Đó, mình tắc vô, ngon ghê ha, khung cảnh. Đây Nhã đây, hôm nay mặc đồ đẹp trai bữa nha. Đó, đi ăn ở bên một Sóng Trài cô chú bác. Để Nhã sẽ đi ra cái mé sông quay cho cô chú bác xem.
bên kia là cảnh trung tâm của bến Ninh Kiều ở trong thành phố Cần Thơ nha. Đó, ăn sáng với người đẹp sẽ ngon lắm đây nè. Giờ là quay cái xe bún mắm cho cô chú bác mình xem ha. Đó, đã cô chú bác ơi. Đó, người đẹp mới cho thêm miếng ớt nữa nè. Đó, ăn cay cấp độ 2 luôn ha. Đó, cô chú bác. Rồi, đây là một cảnh sớm chạy. Đây là có những cái con đường nhỏ nhỏ à. Đó, con đường lộ nhỏ nhỏ. Chỗ bên đây người ta gọi sớm chạy cô chú bác. Sớm chạy. À, chỗ này nè. Phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ha. Đó, cô chú bác thấy không? Sáng nó có cái mé chợ, ở cái mé đây. Đó. Rồi quán cà phê này nọ, quán tiệm. Đó, rồi có cái quán của cái chị nè, bán bún mắm. Đó, rồi dài ở đây nữa cô chú bác. Đây là cảnh bên xóm chài nha. Sáng người ta bán đồ ăn sáng này nọ, ngon lắm. Đó. Rồi. Đây nè, có bán đồ đủ. Wow, siêu đẹp luôn cô chú bác. Rồi bây giờ chị sẽ đi ra cho cô chú bác ngắm cái khung cảnh ở cái mé chợ nổi Cái Răng ha. Chợ nổi Cái Răng không phải ở bến Ninh Kiều cô chú bác. Cho cô chú bác cho xem nhà lầu. Đó, khung cảnh bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Đây nè, đó những cái tòa nhà cao ở bến Ninh Kiều này cô chú bác. Rồi xà lan, ghe thuyền họ đậu ở đây. Đó, đây nè, những cái tòa nhà trung tâm của bến Ninh Kiều ha. Đó, ngay chỗ đó là thấy cái chợ cổ Cần Thơ đó cô chú bác. Chợ cổ Cần Thơ đó. Đó, và dài xa bên kia là những cái tòa nhà trung tâm. Đó, cô chú bác thấy không? Ở đây thì nó bị phức mấy cái cây ha. Đó, nhưng mà khu này là trung tâm á cô. Hello. Còn đây là Nhã đây. Nhã chuyên đi quay phim cho cô chú anh chị mình xem á. Thì hôm nay ha, Nhã đi du lịch ở thành phố Sóc Trăng. Đó, rồi hôm bữa là đi du lịch Vũng Tàu. Hôm nay là đến trung tâm của thành phố Cần Thơ cô chú bác. Đó, có cái món đặc trưng của bà con miền Tây. Rồi ăn kiểu dân dã. Một tô này có 20.000. Có nghĩa là chưa tới 1 đô cô chú bác. Đô bây giờ là tới 24.600 ha. Đó. Đó, cô chú bác thấy không? Hôm nay Nhã không có đi sân bay. Đó, đi quay khung cảnh ở miền quê cho bà con mình xem ha. Đó, khung cảnh này cô chú bác. Bán đồ này nọ nè. Dân dã này nọ, dễ thương quá trời luôn. Đó, giờ quay xe bún mắm nè. Đó. Giờ quay xe bún mắm chị nè cô chú bác. Đấy, tôm nè, đó, ngon ghê không? Đây, đây, rau này nọ các kiểu luôn. Chị đang làm nè cô chú bác. Quá đã đời ha. Đó, ngon lắm á. Rồi, cột này nọ, bên đây là nước leo. Đó. Quá đã cô chú bác. Thật khách. Đây, nước leo hả chị? Nước sấp á. Dạ. Ồ, có 20.000 quá rẻ luôn, ngon bổ rẻ. Ngày nào cũng bán hả chị? Tỏ máu ngoài đó. Vậy hả? Mà không kêu, mắt, không kêu. À, đó. Ồ, cái mâm của chị này cô chú bác. Ngon ghê không? Này là bún. Đó. Cái cọng bún miền Tây mình là nó nhỏ nhỏ hai loại hả chị? Hai loại, lớn nhỏ. Bên đây là lớn, bên đây nhỏ. Cái nào ngon hơn ta? Ta thích thì cái nhỏ, cái bự nó ngon hơn, cái nhỏ tại bún nước mình ăn bún bự nó ngon. À, dạ dạ. Tùy sở thích ha. Cái này rau nè cô chú bác. Quá ngon luôn. Hấp dẫn ha. Đó. Tô này nọ. Đó. Một ngày là bán được cỡ nhiêu tô chị? Hết đầu là không có điểm hả? Trăm tô không? Trăm tô không? Mười mấy cái bún luôn hả? Ồ dữ ta. Ủa rồi khách là thường mấy giờ họ bắt đầu ăn chị? Sáu giờ mấy có mặt hay nắp lên á. Dạ. Thấy không? Khung cảnh. À trước khi đi học ha. Dạ. Khung cảnh. Khung dài. Với số hả gì vậy? Nè coi cho bác. Đó. Ăn ha, ăn sáng ở cái mé cảnh sớm chạy. Đó, ăn sáng ở cái chỗ trung tâm thành phố Cần Thơ thì nó thường quá coi cho bác. Mày ăn ở sớm chạy ha, ăn với người đẹp nữa. Nên là sẽ ngon lắm coi cho bác. Đó. Đó, nhìn xem nè, khung cảnh nè. Đó. Yeah. Quá vui coi cho bác. Rồi. Đó, sẽ vô ăn ha. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống mình ha. Đó, cô chú bác thấy không, ở phía sau là view của bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đó. Nhưng mà cái góc này thì nó không phải là cái chính ha. Bé nhìn cái em bé. Dạ.
Dạ dạ dạ. Lúc nào cũng quay được á. Ở đâu ra đây rồi lấy nước cho bác cho. Dạ hay là chị cho em miếng nước nóng đi. Ok. Chị thấy mình quay nhiệt tình quá nên là chờ cho miếng nước nóng. Ok chị. Đó, đã lắm rồi bác. Khung cảnh ở quê ha, mới được ăn cảnh này. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị hết nha. Chúc cô chú anh chị khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cuộc sống của mình ha. Đó, nhớ có đi đâu ở Cần Thơ á, có cái khung cảnh nào nữa đó, nhớ xéo quay lại ha, để cô chú để mình xem đó. Rồi giờ cái tô nè đặc biệt nóng lên nè, cho bốc khói nè, nó hấp dẫn không đó. Rồi bạn Nhã có kêu hai ly, đây là trà đá ha, hai ly trà đá của chú bác, hai ly trà đá nhiêu gì chứ, ừ rẻ vậy hả, hai ly trà đá có 4,000 của chú bác, hai tô này là tô 20, có nghĩa là 44,000 đó, 44,000 hai người ăn, tính ra một người ăn á là có chưa đụng đôn nha đó. Rồi chúc cô chú bác khỏe ha. Đó, giờ bạn Nhã nãy giờ bạn Nhã duyên dáng dễ thương quá trời đất luôn nè, xém đẹp trai lợi cô chú bác, hôm nay đi sân bay toàn là để tóc trụi lũi không à, nay quyết tâm để tóc dài lên ha đó. Rồi bye bye cô chú bác. Dạ. Hello cô chú bác, ngày hôm nay Nhã đang có mặt ở đây là thành phố Cần Thơ, và đặc biệt đó là cảnh ở đây nó nằm kế bên Bến Thủy Triều, con tôm đây đó,